củng cố hoạt động tiến dụng tại các xã thị trấn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sông Mã, trong đó tập trung giả soát đôn đốc nợ đến hạn, nợ quá hạn, lãi tồn và nợ phân kỳ, xử lý cho vay lưu vụ, gia hạn nợ đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Phối hợp với các phòng ban đơn vị thực hiện cho vay các đối tượng chính sách, đã góp phần nâng cao hiệu quả vốn vay ưu đãi tại huyện Sông Mã. Hiện nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sông Mã đang triển khai các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn gồm chương trình cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm, hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc phối hợp quản lý, hướng dẫn, thẩm định, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích và sử dụng hiệu quả. Đến nay, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn huyện trên 578 tỷ đồng với trên 13.480 hộ vay vốn việc được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện sông mã đã có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất từ đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo giải quyết việc làm xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương